Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series review đồ gia dụng cùng kênh YouTube Điểm Máy Quang Hạnh. Nếu bạn là một người yêu thích nấu ăn, luôn muốn đổi mới và sáng tạo ra những món ăn ngon đầy đủ dinh dưỡng cho cả gia đình mình thì đừng bỏ lỡ video này nhé. Vì hôm nay Thành sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm nồi áp suất điện đến từ thương hiệu Tefal nổi tiếng tại Pháp với model CI601868. Hãy bắt đầu khám phá chi tiết sản phẩm này ngay bây giờ nhé. Tefal CI601868 có thiết kế hiện đại, màu đen sang trọng, là sản phẩm trang trí thêm cho không gian bếp thêm phần tinh tế, đẹp mắt. Kích thước chi tiết của nồi là 38,5 x 37,5 x 39,2 cm, với tổng trọng lượng là 7 kg, tiện cho người dùng có thể di chuyển nồi một cách đơn giản. Vỏ ngoài của nồi được làm bằng nhựa cách nhiệt chắc chắn, sử dụng an toàn, dễ dàng lau chùi vệ sinh. Nồi được trang bị bằng điều khiển cảm ứng có tiếng Việt, kèm màn hình LED tiện quan sát, tùy chỉnh chính xác chức năng. Nắp nồi tháo rời, thao tác đơn giản. Chất liệu được làm từ inox 304, an toàn kết hợp cùng một gioăng cao su. Bên trên nắp nồi được thiết kế van xả áp an toàn, ngăn người dùng tiếp xúc trực tiếp với hơi nước, tránh nóng bỏng. Lòng nồi có dung tích 6 lít, phù hợp sử dụng cho gia đình từ 4 tới 6 người. Chất liệu được làm từ gang phủ 5 lớp dung dính bền bỉ, dày 1,5 mm, nấu ăn ngon, chống móp méo, dễ làm sạch. Phụ kiện đi kèm nồi bao gồm một muỗng cơm, một muỗng canh, một cốc đong và một sừng hấp được làm bằng nhựa cao cấp. Tất cả đều có thể vệ sinh ngay trong máy rửa bát. Tefal CI601868 có công suất 1000W, ra nhiệt nhanh nên nấu nhanh hơn đến 80%, tiết kiệm tối đa thời gian đun nấu. Nồi áp suất sử dụng tiện lợi với 15 chức năng đa dạng được cài đặt sẵn cho người dùng. Ngoài ra, nồi có thể điều chỉnh được nhiệt độ và thời gian nấu linh hoạt cho từng món ăn. Một số lưu ý để sử dụng nồi an toàn: dùng nồi đúng chức năng, không sử dụng lòng nồi đun trên bếp lửa. Thực phẩm mang nấu chỉ nên ở 2/3 dung tích nồi. Lưu ý với các thực phẩm sôi trào như cháo, đậu. Lòng nồi chống dính cần được vệ sinh cẩn thận bằng miếng cọ rửa mềm, tránh các dụng cụ gây chảy xước lớp chống dính. Và cuối cùng, tránh làm móp méo lòng nồi, đặc biệt ở vị trí tiếp xúc nắp cao su, ảnh hưởng tới khả năng ổn định áp suất do nguy cơ hở nắp. Nồi áp suất điện Tefal CI601868 với thiết kế đẹp mắt, chức năng đa dạng, sử dụng dễ dàng và tiện lợi sẽ đem đến những bữa ăn ngon miệng đến cho gia đình bạn. Sản phẩm hiện tại đang được bày bán sẵn tại các showroom của Điểm Máy Quang Hạnh với thời gian bảo hành chính hãng lên tới 2 năm. Các bạn có thể đặt hàng tại đường link phía dưới phần mô tả hoặc gọi ngay tới hotline 024-6260-4488 để được các nhân viên tư vấn rõ hơn về sản phẩm. Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực gia dụng cao cấp, Điểm Máy Quang Hạnh xin cam kết sản phẩm chính hãng 100%, chính sách một đổi một trong vòng 7 ngày nếu có lỗi nhà sản xuất, đội ngũ chăm sóc khách hàng sau bán nhiệt tình, chu đáo, vận chuyển và lắp đặt nhanh chóng, đúng hẹn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. We'll be right back.